Chúng ta hay thường hay nghe thấy là trùng tang. Trùng tang là gì? Trùng tang có nghĩa là trong một cái dòng họ, một chi họ hay một cái bếp đó, hay thậm chí là trong một gia đình đó, có người mất bằng nhiều lý do có thể đưa đến cái sự chết chóc đó. Nhưng người đó mất mới được mấy tháng, thậm chí có khi mới được vài ngày, lại trong cái gia đình đó hoặc chi họ đó hoặc cái bếp đó là tiếp tục có người mất tiếp theo, thì đó gọi là trùng tang. Đi xem các ông thầy ấy, người ta xem giờ, thế vì cộng tuổi này, mất vào tuổi này, vào tháng này, vào ngày này, vào giờ này, đấy người ta xem cái đó thì nó ra, thì thường là có ra gì, ra nó gồm là có ra trùng tang, ra thiên di, ra nhập mộ đó. Thường xem là tuổi, tháng, ngày, giờ thì hay ra những cái trùng tang, thiên di, nhập mộ đó. Theo quan điểm của người xưa họ ấy tính cách đó, họ nói là nếu mà vào nhập mộ và vào thiên di thì tốt, vào trùng tang thì rất xấu, gặp có thể sẽ gặp những cái chuyện không may ở trong cuộc sống, thậm chí là sẽ có những người ở trong họ hay trong gia đình đó chết tiếp theo. Và cái trường hợp đó, cái đúng cái sai thì chúng ta chưa biết được, nhưng mà thường ấy, theo cái kinh nghiệm của dân gian chúng ta từ xưa đó, những người nào mất vào cái giờ xấu ấy, mà họ xem vào cái giờ trùng tang đó, tức cái giờ đó là cái giờ rất xấu theo cái cách tính, cái công thức tính của họ trong sách hướng dẫn đó. Nếu vào cái giờ trùng tang là cái trường hợp đó rất xấu, vào cái ngày trùng tang cũng xấu nhưng mà còn đỡ hơn, vào cái tháng trùng tang cũng xấu nhưng mà đỡ hơn nữa, vào cái năm tức là cái tuổi trùng tang á là nhẹ nhất, còn vào giờ trùng tang là rất nặng. Theo cái quan điểm á, chưa có những cái nghiên cứu khoa học nào xác chứng, nhưng mà thường là dân gian chúng ta thường rất sợ khi mà đi xem mà bảo có trùng tang. Mà quả thực là những gia đình nào mà đi xem mà bảo có trùng tang á, mà cúng bái lễ lạc mà không đến nơi đến chốn, tâm mà không thành á, thì gia đình đó gặp rất nhiều những trục trặc trong cuộc sống. Cho nên từ những cái đúc kết của cha ông chúng ta hàng mấy ngàn năm nay đó, cứ đi xem mà ông thầy ông bảo như thế mà chúng ta không lo được, thì quả thật cũng gặp rất nhiều những cái sự trục trặc trong cuộc sống. Cho nên vì vậy chúng ta rất là lo lắng mỗi khi là có người bảo có người chết mà đi xem vào trùng tang. Có thật hay không ấy, thì chúng tôi không dám khẳng định là thật có hay không thật có. Nhưng mà cái sự đúc kết của cha ông chúng ta là mấy ngàn năm nay, chúng ta không thể phủ nhận được. Còn một vị vài thầy lên giảng nói rằng ấy, cái việc trùng tang là giải thích về cái việc trùng tang là phi khoa học, vân vân. Quả đúng như vậy. Nếu mà giải thích cái việc trùng tang theo khoa học ấy, có giải thích được không? Không giải thích được. Không thể nào đem khoa học biện chứng mà giải thích cái việc trùng tang vấn đề tâm linh được. Nhưng ở đây á, chúng tôi có nghiên cứu một vài tài liệu nói về trùng tang, hay còn gọi trùng tang liên táng. Theo quan điểm của nhà Phật đó là gì? Đó là cộng nghiệp. Tôi rất tâm đắc với một vài vị pháp sư nói cái vấn đề trùng tang, lấy vấn đề nhân quả để giải thích vấn đề trùng tang, đó là cộng nghiệp. Tôi rất tâm đắc. Vì sao nói là cộng nghiệp? Vì chúng ta biết rằng á, Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài dùng bằng cái con mắt pháp, con mắt tuệ của Ngài, bằng thiên nhãn của Ngài, Ngài nhìn thấy rằng chúng sinh vì sao mà được sinh trong cùng một quốc độ, đó chính là cộng nghiệp. Vì sao được sinh trong một, được chung sống trong một mái nhà, đó chính là cộng nghiệp. Vì sao họ thành vợ chồng, đó chính là cái duyên. Vì sao thành con cái, thành người thân trong một gia đình, đó là cái duyên. Những cái duyên đó nó lại chia thành gì? Thành cái duyên tốt và duyên xấu. Hai loại duyên, tốt và xấu. Cái nhân duyên và xấu á, khi mà vào trong gia đình của chúng ta, ví dụ chúng ta sinh đứa con ra mà duyên xấu nó đến, gọi là báo oán, nó đến để báo oán thì nó đến gia đình chúng ta, nó phá hoại thanh danh, phá hoại tài sản của gia đình chúng ta, làm cho chúng ta điêu đứng, mất hết uy tín đối với họ hàng, làng xóm, láng giềng, vân vân. Còn nó đến để báo ân thì nó đến, nó đem lại cho gia đình chúng ta tiền tài, của cải và tiếng thơm. Nó đến để báo ân thì như thế. Cộng nghiệp đến để báo ân thì hoàn toàn ngược lại.
cộng nghiệp đến để báo án, rồi đến để đòi nợ, rồi đến để trả nợ nữa. Thế nào là đến để đòi nợ? Đến để đòi nợ thì ví dụ nó đến với gia đình chúng ta, nó sinh ra, nuôi nó được 5-7 tuổi thì nó mắc một căn bệnh hiểm nghèo, và chúng ta đưa đi viện, hết viện này đến viện nọ, chữa hết thầy thuốc này đến ông lang kia, kiệt quệ tài sản của nó, khi tài sản vừa hết đó thì nó chết. Đó gọi là đến để đòi nợ. Khi nó đòi hết nợ làm cho chúng ta tài sản khánh kiệt rồi nó mới chết. Đó gọi là đến để đòi nợ. Còn đến để trả nợ là còn trường hợp đến để trả nợ nữa. Thì trường hợp đến để trả nợ là thường thường á, nó đến với gia đình chúng ta nuôi lấng nó ăn học, ra trường, nó đi làm được 5-7 năm, 10 năm. Khi mà cái lương nó vừa được tăng lương, vừa rất cao, vừa đem lại được tiếng thơm cho dòng tộc, cho gia đình nhà mình á, thì đùng một cái tai nạn giao thông nó chết, ốm gặp bệnh hiểm nghèo nó chết, hoặc là đột tử nó chết, vân vân đó. Vừa đem lại cái tiếng thơm, đem lại tiền tài của cải cho gia đình chúng ta ở một cái mức nào đó thì nó chết ngoéo đi. Đó gọi là đến để trả nợ. Trả hết nợ một cái thì nó đi. Còn đến để đòi nợ thì đòi hết thì nó cũng đi. Tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói về cái báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Ngài giảng giải qua cái Ấn Quang Văn Sao của Ngài, Ấn Quang Pháp Sư, về cái đòi nợ trả nợ, báo ân báo oán đó, tôi rất là tâm đắc. Và đặc biệt khi mà tôi đọc thấy một cái tư liệu, lâu rồi tôi không nhớ tên cái vị Pháp Sư đó, nói giải thích về vấn đề trùng tang, đó chính là cộng nghiệp đến với gia đình chúng ta. Cho nên á, muốn giải trừ trùng tang, có giải trừ được không? Vị Pháp Sư đó trả lời là có thể giải trừ được vấn đề trùng tang. Bằng cách nào? Theo tư tưởng của Kinh Địa Tạng, cúng dường Tam Bảo, cung thỉnh chư Tăng, đọc tụng Kinh Phật, bố thí, phóng sinh, tu phúc, cúng dường, hồi hướng cho vong linh đó được siêu thoát. Đồng thời khiến chúng ta cũng được tăng phúc, tăng duyên và vượt qua được những cái ách nạn đó. Cho nên từ năm 2012 tới đây, trước đây khi mà chúng tôi chưa học được cái pháp Trung Phong này, chưa tổ chức pháp hội Trung Phong này, các gia đình mà trùng tang đến, có những gia đình trùng tang đến, tôi phải nhờ các sư ở Ninh Bình, ở Nam Định, ở Hưng Yên đến để lễ cho mỗi một lần. Mỗi một gia đình mà hay bị trùng tang như thế mà nhờ các quý thầy đến lễ, ít nhất phải có 5 vị đại đức và khoảng độ 5-7 sư thầy đến tụng kinh A Di Đà cho nữa, gọi là cúng dường chư tăng mà. Thỉnh các thầy đến lập đàn cúng lễ cho từ sáng đến tối, kinh phí rất tốn kém. Cách đây từ năm 2009-2010 mà một cái đàn lễ như thế, chúng tôi đã rất là giữ ý rồi. Và tôi chỉ là bảo thỉnh các quý thầy đến, thì gia đình tự đi mà lễ tạ, lễ thỉnh, lễ tạ gia đình tự đi, tôi không dính dáng đến bất cứ một đồng nào tiền kinh tế. Cơm nước cũng vậy, làm nhờ các Phật tử làm hết bao nhiêu, tự các quý vị làm việc với nhau, tôi không dính đến một đồng kinh tế của gia đình. Sắm lễ cũng thế, tôi cũng không có cầm một đồng tiền nào của gia đình nhỏ, vì tôi sợ mang tiếng. Mang tiếng là sao? Ở một cái ngôi chùa nông thôn mà cúng một đàn lễ gì mà đến 40-50 triệu, cái tiếng tăm nó kinh khủng lắm. Cho nên là tôi đặc biệt không dính dáng kinh tế. Nhưng mà các gia đình mà vẫn tha thiết muốn cúng cái đàn lễ đó, tôi thỉnh các thầy về cho các thầy từ A đến Z, từ năm 2009-2010 ít nhất chi phí cho một cái đàn lễ cúng trùng tang, giải oan cắt kết, giải oan liên táng đó, thì cái đàn lễ đó từ năm đó cũng phải tiêu tốn mất 40-50 triệu. Nhưng từ năm 2012 tới đây, các dòng họ, các gia đình mà kêu trùng tang đến, là tôi bảo đấy, cứ đến đây mỗi một ngày làm 3 mâm cơm chay, quan trọng nhất là con cháu gia đình phải đến đây để cùng với các sư, cùng với 2-3 nghìn Phật tử là nhất tâm tụng kinh niệm Phật trong 3 ngày pháp hội. Mỗi ngày chỉ mất có 3 mâm cơm chay, mỗi mâm cơm chay nhà bếp chỉ lấy có 200 nghìn, khuyến mãi củi, khuyến mãi gạo, khuyến mãi nước.
Bình thường một mâm cơm chay của người ta làm, nếu mà làm đúng chắc phải đến 400-500 nghìn, à, ít nhất cũng phải 300 nghìn. Nhưng nhà bếp bảo thôi thầy, thầy bảo là thôi, các Phật tử họ gặp những cái sự khổ như thế họ mới đến chùa, mình phải tạo điều kiện làm sao cho các Phật tử tốt nhất để họ đến chùa. Điều quan trọng nhất là họ được học Phật, họ có niềm tin với Đức Phật, chứ không phải điều quan trọng nhất là mình cầm tiền bỏ túi. Mà mình cầm tiền bỏ túi chẳng làm gì cả. Tiền bỏ túi đối với thầy cũng chỉ để xây dựng vào công việc Phật sự cho chúng ta tu tập mà thôi. Vì thầy đã phát nguyện rằng thầy có thể nhắm mắt xuôi tay chết bất cứ lúc nào, thầy không giữ tiền cho bản thân mình bất cứ lúc nào. Cho nên mọi công việc Phật sự làm hết ngày này qua tháng khác. Vậy giữ tiền để làm gì? Lấy một vài đồng tiền của nhà họ khi mà họ đang gặp những cái sự đau khổ, sự lo lắng đó. Họ đã kiệt quệ về kinh tế rồi, mà mình lại còn nhắm mắt nhắm mũi mà bảo họ phải mang bao nhiêu tiền đến mới làm. Đó là cái điều có thể nói là gì? Là mất lương tâm ở trong cửa Phật nếu mà ai mà làm như thế. Vì vậy mà thầy chỉ đạo cho các Phật tử làm thế nào đó để cho các Phật tử họ ít tốn kém nhất. Nhưng mà cái hiệu quả họ vẫn đạt được. Đó là họ không còn lo sợ nữa. Đó là vấn đề trùng tang ở trong gia đình họ, dòng họ của họ được giải quyết một cách là tốt đẹp nhờ vào cái sự gia hộ của Tam Bảo. Và từ năm 2012 đến đây, pháp hội nào cũng có ít nhất và khoảng độ 15 đến 20 gia đình có pháp hội, phải đến 6-70 gia đình đến nói là đi xem, họ bảo trùng tang. Họ bảo phải lập đàn để cúng, nhưng mà họ quát là 100 triệu, có chỗ họ quát là 150 triệu. Bạch thầy, chúng con không thể có tiền như thế, có phải bán đất bán nhà mới có thể có số tiền đó để cúng. Nhưng mà cúng xong rồi thì ở vào đâu? Mà cúng rồi thì không biết là có giải quyết được không. Nếu mà giải quyết được có thể cũng sẵn sàng bán nhà. Nhưng mà không, các thầy đều không khẳng định là giải quyết được không. Cho nên chúng con không dám bán nhà để cúng. Thế tôi bảo được rồi, không phải lo. Đến đây thì ăn mày Phật Tổ, tất cả nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí và Bồ Tát Địa Tạng. Và các vị Bồ Tát cũng như đại chúng Tăng Ni và Phật tử tham dự Pháp hội sẽ cùng nhau lo cho. Nhưng điều quan trọng là gia đình phải nhất tâm. Già trẻ gái trai đều phải đến đây, trừ những người bệnh tật không đi được. Phải một lòng đến đây 3 ngày, đến từ sáng sớm, tối xong khóa lễ mới được về. Hoặc là ở xa thì ngủ cả lại đây. Ăn uống nhà chùa cũng chiêu đãi miễn phí, mặc dù ngủ dưới đất cũng miễn chiêu đãi. Ngủ dưới đất cũng chiêu đãi miễn phí. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.